Sau khi các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một hình, Ngài rơi lệ ai luyến. Ai là bi ai buồn bã, luyến là lưu luyến, quyến luyến chẳng rời, không đành lìa bỏ. Vì sao Địa Tạng Bồ Tát lại bi ai thương cảm? Có bốn điều khiến Ngài bi ai. Một, Địa Tạng Bồ Tát đau xót bi ai bởi lục đạo chúng sanh mãi mê gây nghiệp tạo tội, không biết sửa đổi. Tất cả chúng sanh trong các cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do tạo nghiệp tội nên cứ luân hồi luẩn quẩn mãi trong sáu nẻo ấy mà không biết hối cải, là chẳng biết ăn năn sám hối. Hai, Địa Tạng Bồ Tát bi ai là vì tất cả chúng sanh đều cứng đầu khó dạy, giảng Phật pháp cho họ thì họ không muốn nghe, nhưng nếu nói những điều không phải là Phật pháp thì họ lại vui vẻ theo dõi câu chuyện ngay. Ví dụ quý vị nói với mọi người rằng: anh A là một người có học vấn cao, phẩm hạnh tốt, anh ta giỏi về mọi mặt, cái gì cũng biết, thì người ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Nhưng nếu quý vị kể cho họ biết anh A là người xấu xa hư hỏng ra sao, khéo che đậy những hành vi tội lỗi của mình như thế nào để không ai hay biết, thì ai nấy cũng đều chăm chú theo dõi câu chuyện mà nôn nóng muốn biết cách che giấu chuyện xấu của anh ta ra sao. Theo thói thường, quý vị nói điều tốt thì chẳng mấy ai chú ý nghe. Chẳng hạn quý vị khuyên các bạn nên chăm chỉ học Phật pháp thì không ai để tâm tới và cũng chẳng có ai chịu tu học. Tuy nhiên, nếu quý vị rủ rê: hiện nay có một loại thuốc, hãy uống vào thì các bạn sẽ có được một cảm giác rất kỳ diệu, thì sẽ có rất nhiều người tranh nhau để được dùng thử loại thuốc đem lại ảo giác đó nghe. Uống vào rồi thì đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, tưởng chừng như mình đang lâng lâng bay bổng đến thế giới cực lạc vậy. Đó vốn là một thứ thuốc vô cùng độc hại, thế mà người ta nếm một lần rồi thì liền muốn thêm lần nữa, dần dà không biết đến bao nhiêu lần. Trong lúc say thuốc, họ cảm thấy cái gì cũng biến đổi, thậm chí trời đất cũng không lớn bằng họ nữa. Thế nhưng qua khỏi khoảnh khắc phù du đó rồi thì họ liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi, giả dười, khó chịu một cách khổ sở, không đau đầu thì cũng nhức xương, tay chân rã rời, nên không muốn làm gì cả, cứ nằm vật vã một chỗ như cái xác không hồn. Tuy ra đến nông nổi vậy, nhưng họ cũng chưa tỉnh ngộ, còn thắc mắc tại sao mình lại như thế này, rồi còn cho rằng dùng thêm một ít thuốc ấy nữa thì sẽ được khai ngộ, như lần này hẳn là thuốc chưa đủ công lực, chưa đủ mạnh. Nếu tăng liều lượng nhiều hơn chút nữa, có lẽ mình sẽ được khai ngộ, sẽ thành công thôi. Quý vị nói xem, như thế nếu không phải là ngu si đến cực điểm thì là gì? Bảo học Phật pháp thì không học, cứ lén lút dùng những thứ thuốc độc hại. Dù biết là phạm pháp nhưng họ vẫn muốn làm, thích làm và làm cho bằng được. Cho nên đó chính là những chúng sanh cứng đầu ương ngạnh, khó dạy, tức là khó uống nắng, không dễ giáo hóa, không dễ dạy bảo. Quý vị khuyên họ học Phật pháp thì họ không thích, nhưng nếu quý vị bày cách lừa đảo, lừa gạt kẻ khác thì họ liền thích chí bám theo mà cắm đầu cắm cổ chui vào rọ. Họ chui hoài chui mãi đến đổi cái đầu bị mài dũa đau đớn như thế mà vẫn cứ chui. Quý vị thấy đó, lòng dạ của chúng sanh là như thế. Vậy nỗi ai bi thứ hai của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là đau xót vì chúng sanh cứng đầu, khó giáo hóa, khó điều phục. Ba, nỗi bi ai thứ ba đó là mặt trời trí huệ, huệ nhật, Như Lai sắp lặn. Phật ví như dần thái dương, cho nên Phật sắp nhập niết bàn thì chẳng khác nào mặt trời trí huệ sắp lặn mất. Do đó Bồ Tát Địa Tạng lấy làm bi ai. Bốn, nỗi bi ai thứ tư là việc dặn dò trọng đại ở Đao Lợi Thiên Cung. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật ân cần căn dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng: cho đến trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời, ông hãy giáo hóa độ thoát tất cả chúng sanh, khiến họ được gặp chư Phật, được Phật thọ ký. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vì Đức Phật đã giao phó trọng trách này cho Ngài, nên đây cũng chính là nỗi bi ai thứ tư của Ngài vậy. Các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một thân, rồi rơi nước mắt mà bạch Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ giác diệu, được mười phương chư Phật từ bi tiếp dẫn, khiến con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn. Thứ thần lực không thể dùng tâm trí để nghĩ suy, không thể dùng ngôn ngữ để luận bàn,
và được đầy đủ trí huệ rộng lớn. Thần là thần diệu khôn lường, thần lực là thứ sức mạnh thần diệu, mầu nhiệm khôn lường. Quý vị không có cách gì biết được. Muốn cứu độ chúng sanh thì quý vị cần phải có thần lực. Nhưng nếu chỉ có thần lực mà không có trí huệ thì cũng không được. Cho nên quý vị cần phải có đầy đủ đại trí đại huệ nữa. Chúng ta dùng đại trí huệ để chi phối thần lực và dùng thần lực để hỗ trợ trí huệ. Trí huệ và thần lực cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ vậy mới có thể cứu độ chúng sanh. Các phân thân của con thì hiện ở khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều như các sông Hằng, chẳng có nơi nào mà con không hiện thân tới. Trong mỗi thế giới quá hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi một thân đó quá độ trăm ngàn muôn ức người. Ở bộ thế giới, Địa Tạng Bồ Tát đều phân thành vô lượng, vô biên thân, và mỗi phân thân của Ngài có thể độ thoát cả trăm ngàn vạn ức chúng sanh, khiến cho họ quy kính Tam Bảo. Vì sao phải quy kính Tam Bảo? Vì tất cả chúng sanh khi chưa quy y Tam Bảo đều được xem là còn ở bên ngoài. Ở bên ngoài của cái gì? Đó là ở bên ngoài Phật Pháp. Quy y Tam Bảo rồi, tức là đã bỏ tà theo chánh, từ bỏ bóng tối u ám để trở về với ánh sáng quang minh. Do đó, mọi người đều cần phải quy kính Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến được Niết Bàn an lạc, chứng được bốn cái vui, thường, lạc, ngã, tịnh của cõi Niết Bàn. Những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi hoặc mảy lông tơ, việc thiện mà bằng một sợi lông, tức là một việc thiện nhẹ nhất, bằng một giọt nước là ám chỉ một việc thiện nhỏ nhất, bằng một hạt cát, một hạt bụi là chỉ cho một việc thiện vi tế nhất. Một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi là tượng trưng cho sự ít nhất, nhẹ nhất, vi tế, nhỏ bé nhất. Quý vị có thể biết một sợi lông nặng bao nhiêu không? Rất là nhẹ, có thể nói là nhẹ nhất. Một giọt nước thì quá ít ỏi, một hạt cát thì rất vi tế, và một hạt bụi thì vô cùng nhỏ bé. Khi giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi đã giảng về lân hư trần. Nếu lấy một hạt bụi vi trần mà chúng ta nhìn thấy được, đem phân làm bảy phần thì biến thành lân hư trần. Đó là thứ nhỏ nhất, vô cùng nhỏ nhoi. Mảy lông tơ thì nhỏ hơn một sợi lông, sợi lông thì cũng như sợi tóc vậy, cũng là một loại rất nhỏ. Nhưng lông tơ trên thân người thì còn nhỏ hơn nữa. Vậy Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, tất cả chúng sanh dù chỉ làm được rất ít việc lành, hoặc việc lành mà họ làm thì rất nhỏ nhặt, cho nên họ chỉ gieo trồng được thứ thiện căn cũng ít ỏi và nhỏ nhoi như thế mà thôi, thì con đều độ thoát lần lần làm cho họ được lợi ích lớn. Con sẽ nghĩ cách để dần dần quá độ họ, khiến cho họ được xa lìa khổ não, đạt sự an vui. Thế nào gọi là lợi ích lớn? Có phải giàu có phát tài tức là được lợi ích lớn không? Phát tài không phải là được lợi ích lớn. Vậy thì có phải là làm quan chăng? Cũng không phải. Được lợi ích lớn tức là được thành Phật. Quý vị nghĩ cái lợi ích này có lớn lao không? Ai có thể giúp cho quý vị thành Phật? Chính là Địa Tạng Bồ Tát. Với đại thần lực và đại trí huệ, Địa Tạng Bồ Tát dùng vô số diệu pháp không thể nghĩ bàn để giáo hóa, khiến cho quý vị dù không muốn tiếp nhận cũng không được. Cho dù quý vị muốn bỏ cuộc và nói rằng tôi không học Phật Pháp nữa, nhưng quý vị cũng không có cách nào từ bỏ được. Sự vi diệu chính là ở chỗ này. Ai mà có thể làm cho quý vị trở thành như thế? Chính là đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị đại thiện tri thức của chúng ta. Ngài có rất nhiều phương pháp diệu dụng có thể mang lại những lợi ích to tát cho chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật tiếp: Con cúi mong Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Ước nguyện duy nhất của Địa Tạng Bồ Tát là mong sao Đức Phật khỏi phải lo nghĩ về những chúng sanh tạo nghiệp ác trong đời sau. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng đã trấn an Đức Phật, xin Phật chớ lo lắng nữa? Ở đây ý của Địa Tạng Bồ Tát là: Đó là trách nhiệm của con, xin Đức Thế Tôn hãy giao phó trách nhiệm này cho con. Xin Đức Thế Tôn chớ lo nghĩ gì nữa. Vì nếu tất cả chúng sanh không thành Phật thì con cũng không thành Phật, bởi con đã lập nguyện: Địa ngục nhị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề.
Thế nên con thỉnh cầu Đức Thế Tôn đừng bận tâm lo lắng nữa, con sẽ gánh vác trách nhiệm này. Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật như vậy và lặp đi lặp lại đến 3 lần, đó là biểu thị tầm trọng yếu và trân trọng của sự việc. Nếu chỉ nói 1 lần thì tỏ ra mình không hết lòng tận tụy với trách nhiệm, nói 2 lần thì chưa đủ thành khẩn. Cho nên để bày tỏ lòng trân trọng đối với sự việc này, Địa Tạng Bồ Tát mới bạch với Phật đến 3 lần rằng con cúi mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Xin Đức Thế Tôn đừng ưu tư lo nghĩ về các chúng sanh hậu thế tạo tội gây nghiệp, bởi đã có con là Địa Tạng đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn, con nhất định sẽ độ cho tất cả chúng sanh nhiều nghiệp ác đó được thành Phật. Nói đến đây, quý vị nghĩ lại xem, chúng ta có nên mừng hay không? Chúng ta tạo nghiệp tội nhiều như thế mà vẫn có cơ hội được thành Phật. Vì sao? Mấy hôm trước tôi có dự tính mua bảo hiểm cho người này người nọ. Bây giờ thì có người mua bảo hiểm cho chúng ta rồi. Đó là ai? Chính là Địa Tạng Bồ Tát. Ngài đã bảo chứng trước rằng những chúng sanh tạo nhiều ác nghiệp như chúng ta đều có thể thành Phật. Như thế thì cũng như Ngài mua bảo hiểm cho chúng ta vậy. Vì thế chúng ta, những người hiện đang nghe giảng kinh Địa Tạng, đều không phải lo âu nữa, mà hãy vui vẻ lên, vì tất cả chúng ta đều có cơ hội được thành Phật. Vì sao? Vì từ trước Bồ Tát Địa Tạng đã bảo đảm cho chúng ta đều được thành Phật, Ngài hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Nếu chúng ta không thành Phật, Địa Tạng Bồ Tát cũng không chứng Bồ Đề. Cho nên chúng ta đều nên phấn chấn vui mừng. Hôm nay giảng đến đoạn kinh văn này, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ và có làm một bài hát bằng tiếng Anh. Bài hát này có tựa đề là "Tôi rất may mắn gặp được thiện tri thức". Vị thiện tri thức đó là ai? Chính là Địa Tạng Viên Bồ Tát. Chúng ta được gặp Ngài và được Ngài đứng ra làm người bảo chứng, đoan chắc rằng chúng ta sẽ được thành Phật. Làm sao chúng ta biết được? Căn cứ vào câu nói của Ngài trân trọng nhắc lại với Đức Phật đến 3 lần rằng: "Con cúi mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lòng lo lắng". Qua đây chúng ta có thể thấy được ân đức của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng ta vốn cao như trời, dày như đất. Ân đức ấy quá thâm sâu, quá cao dày, còn cao hơn núi Tu Di và kiên cố hơn núi Tu Di nữa. Cảnh giới của Bồ Tát Địa Tạng thật không thể nghĩ bàn vậy. Ha ha ha, 问三摩地娑婆。